Chào mừng các bạn đến với shortygaming.vn, nơi mà các bạn có thể tham gia những vòng quay siêu xịn giò Block Mango tại đây. Tham gia vòng quay, các bạn có cơ hội nhận đến 9.999 G Kobe hay còn nhiều phần thưởng khác đang chờ đón các bạn. Chỉ với 15.000, các bạn đã có thể tham gia vòng quay. Vậy còn chờ gì nữa, các bạn không vào shortygaming.vn để tham gia ngay thôi nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Nút đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Block Mango. Nhớ rằng là chơi Block Mango, follow Nút Team nha. Đó thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái tựa game khá là quen thuộc các bạn ơi. Đó chính là Streamer Simulator. Đó thì ngày hôm nay là mình sẽ comeback trở lại đây để phá đảo cái game này các bạn ơi. Đấy, hôm qua là mình đã chơi rồi nhưng mà nói chung là cũng chả thấm vào đâu. Đấy, nói sau cái thời gian không quay clip là mình đã cày lên được đâu đó khoảng gọi là hơn 17 triệu vàng rồi. Đấy, rất là nhiều đúng không? Rồi ôi, không đáng là bao nhiêu các bạn ơi. Mong rằng là ngày hôm nay chúng ta phá đảo được game này. Đấy thì thôi, bắt đầu chiến luôn. Đấy, chúng ta sẽ thử xem nào. 17 triệu vàng là mình sẽ làm gì? Đây, đổi góc nhìn này. Ok, xem nào, vào đây cũng chắc chắn rồi. Chắc chắn là đi gọi là nâng cấp những cái đồ nội thất rồi bạn. 17 triệu vàng mà ít ỏi gì đâu. Tôi gọi là treo máy là một ngày là được 17 triệu ngay. Đó, xem nào, ui nâng hết rồi nhỉ. Ok, 18.000 đúng không? Ok, chắc chắn rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ nâng hết rồi bạn ơi. Nâng hết sạch 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 luôn. Úi giời ơi, đấy, chúng ta sẽ nâng cái bạn ơi. Ui cái này chắc nâng cháy máy luôn bạn ơi. Nâng đến sáng mai không hết đâu quá. Và mỗi lần nâng có được có gọi là bao nhiêu tiền này. Ui giời ơi, ok bạn ơi. Tôi nghĩ chắc là trả sinh nghiệm. Ui, nâng mắc được à? Ồ, thế là nâng mắc được các bạn ơi, chứ không phải là không mắc. Ui giời ơi, tôi cứ tưởng là nâng thoải em gà mái bao giờ chán thì thôi bạn ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ mua được những cái, ui tí nữa thử xem nha, những cái món đồ ở trong gọi là trang trí trong cái phòng live stream mình, xem là nó thay đổi mắc là như nào bạn ơi. Ui, quả đèn vàng luôn hả? Ui giời ơi, ok, đồng hồ màu đỏ quý sở tộc, đồng hồ màu vàng chắc là hết rồi đấy. Ok, kệ sách thì không biết là lên kệ sách bằng vàng không, chắc là nhiều sách hơn à. Ok, giường à, ui giường xanh, giường đỏ, ui giường bằng sắt, ui giường bằng vàng là hết rồi bạn ơi. Ok, chắc là đồ vàng là cái gọi là sự gọi là nó mắc rồi. Đấy, không được hơn được các bạn ơi. Đấy, thảm trải bằng vàng, thảm hoàng gia bạn. Hết rồi, xanh 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 rồi các bạn ơi, mắc rồi. Ok, ủa vẫn còn 16 triệu ạ. Rồi, bây giờ chúng ta, sao đã đổi đâu nhỉ? Chết dở rồi, tử nhà phải chắc phải ra ngoài không vào lại nhà các bạn ơi. À này, đi toilet một cái đã, đi toilet một cái xong quay lại chắc là nhà sẽ được gọi là nâng cấp lên bạn ơi. Một thứ đột nhiên trở nên dễ chịu, đó xem nào. Ô, có thế à, chết dở rồi, cái thảm này tôi tưởng là màu vàng mà nhỉ. Tử nhà đi ra khỏi nhà đi. Ra hẳn khỏi khu, ra khu phố đi. Xem rằng là nó có đổi không bạn ơi. Tôi tưởng bịp tôi là tôi không có chấp nhận ông nhà. Ok, quay về nhà. Đấy, tầm này quay về nhà chắc là nhà nó xịn thôi. Rồi ok, vẫn thế các bạn ơi, vẫn thế. Vẫn thế luôn. Tính ra là đổi mỗi ghế cái các thứ thôi. Rồi cái này, không quan tâm bạn, miễn là nâng cấp cho mình là được. Đây, bây giờ đến phần máy tính đúng không? Ok, ui giời ơi, nâng cấp lên bạn ơi, đồng ý liền bạn. Nâng cấp level 5, level... Ôi, mỗi lần nâng cấp có 30 mấy k bạn rồi sẽ nâng cấp mắc cái máy tính của tôi lên. 9 này, 10 này, 11 này. Ui giời, mỗi lần nâng cũng mất có gọi là 70 tiền các bạn ơi. Ui giời ơi, máy tính mới quá, nó còn chưa loát được bạn. 100 tiền, 140, 190, ui giời, 200 rồi. Ok, hiện tại đang level gọi là 21 rồi các bạn ơi. Rồi, cứ nâng này. Tầm này cứ nâng lên, ủa 2 triệu, 2 triệu một lần rồi, tự nhiên nâng lực kích lên bạn ơi. Chúng ta sẽ nâng cái lực click lên. Đấy, level, ủa lên cầu vồng luôn bạn ơi. Ủa ôi, rát vàng luôn, ui dồi ôi, rát cái gì không biết luôn. Ủa ôi, ok, cái này nâng lên level 14 rồi. Ủa ôi, trời ơi, màu tím luôn bạn ơi. Rồi, hiện tại còn 4 triệu đâu bạn. Ủa ôi, xì, tới nhà còn gì chúng ta. Ủa quên mất, mua đồ thời trang. Quên hết các bạn ơi, chúng ta mua đồ thời trang đi nhỉ. Rồi, ok, chúng ta có gì đây? Ui, 2% cơ hội nhận follow à? Ui, giời, tội gì không mua. Mua đồ khủng long đấy, à, từ đó nha. Thế nào, mình còn chưa nhận đấy các bạn ơi, chưa nhận phần thưởng gọi là tặng quà đấy mình mà nhé. Ok, cái follower mình nghĩ rằng là nó cũng gọi là có ích đấy, bởi vì là chúng ta gọi là live stream chúng ta cũng cần lượt theo dõi mà nhỉ. Ok, đấy, ui giời, thắt lưng à, thắt lưng ra, không biết là gì không. Ok, sang bên này. Ui, được tặng đồ khủng long này. Ồ, đỡ mất tiền để mua bạn. Nếu các bạn không cần, không muốn cày, các bạn có thể là đứng đây chờ online bạn này. Ok, đấy. Ui, tôi... nhiệm vụ ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào thời trang. Đấy, mình đã có được cái này các bạn ơi. Rồi, bây giờ đến lượt áo. Ui, áo khủng long là 1.5. 1.5 là 2% đúng không? Ok, 2%. Rồi, mua luôn. Mọi người có 700k vàng, rẻ. Ok, tiếp tục là đến đồ này chắc là 2% là cao nhất rồi bạn ơi. 2%, ok, tiếp tục. Ô, cái này mua nó có cộng dồn không ta? Tử nha, mình cứ mua hết mấy cái 1.5 à, ok, đâu có nhỉ, cái 2.5 đâu nhỉ. Ô, cái này không có 2.5 à. Ô, tôi tưởng là có 2.5 nhỉ, đến 1. Ôi giời ơi, 1.5 là cao nhất à. Ok, khủng long rồi. Tôi tưởng phi hành gia nó phải cao nhất chứ. Rồi, bên này là, ủa
3.5 bạn ơi, đây là đôi cánh. 2 triệu tiền đúng không? Vẫn dư bạn ơi. Rồi. Thế nha, bây giờ là chúng ta thử xem nào. Đây cơ hội nhận. Nhận theo dõi từ mình chưa trang bị các bạn ơi. Thời trang đây, phải vào trang bị vô. Đấy. Khủng long gọi là phi hành gia đây. Đấy, nó khủng long phi hành gia đây. Bây giờ ở đâu? Uầy, đeo cánh thiên thần luôn bạn ơi. 11% cơ hội nhận được follower. Đấy, bây giờ xem nào. Lực kích là chúng ta sẽ đâu nào, power click 74 này, người theo dõi 45 này, máy tính này. Ui ôi, mỗi lần click chúng ta được 234 coin đến từ nội thất. Ui rồi ở đây. Ui. Ui tôi xem các bạn xem đi. Ui streamer số 1 đây. Ui trời ơi đi xem. Streamer khủng long đây. Ui nó không có streamer cầu vòng hơi buồn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phá đảo gọi là live stream thôi. Ui. Nào, khung. Không có thế à? Ok, chọn khung màu hồng đấy. À, cửa hàng có gì? À, cửa hàng có nơi này bạn ở đây. Đấy các bạn thấy nha, mình không cần nạp tiền luôn. Rồi. Đang gọi là bắt đầu đến gọi là phần 2. Ui, tính ra là mình có thể lên phần 3 luôn đó bạn ơi. Level 26 là có thể lên phần 4 luôn rồi. Ôi giời ơi. Ok, 26 thì tôi nghĩ rằng là đơn giản thôi. Chúng ta cứ trải nghiệm từng phần một đi nhé. Ok, đây. Ui, phần này đánh con gì đây? À, con hoa nó bấm à. Ui, tôi mình sẽ trở thành gọi là Luffy đúng không bạn ơi. Oh my god, và mỗi lần chúng ta sẽ được 300 bao nhiêu coin và follow lên quá trời luôn các bạn. Ôi giời ơi. Đây này, kích ở đây này. Ui giời, follower lên quá trời các bạn ơi. Ôi ôi thôi chứ. Như cái này các bạn ơi, thấy không? Ui. Tiền vào như nước trong đà, tiền ra nhỏ giọt như gà quê phin. Ôi các bạn thấy không? Rồi. Quá đơn giản. Mỗi lần chúng ta được hàng trăm bao nhiêu nghìn đấy luôn. Rồi, hoa nấp ấm đúng không? Chúng ta cứ phá đảo đây tần tần. Ui, bây giờ chúng ta trở thành Luffy đi đấm nhau với hoa nấp ấm của bạn ơi. Chứ không phải là bình thường nữa rồi. Bình thường là, ôi chết dở rồi, sao tự nhiên lại phát hiện lỗi. Lại. Rồi, liên hoàn đấm này. Ui, ôi, lực kích của mình kích một cái nó lên gọi là Mavalu luôn. Thôi, cái này này, ý là cái thành tựu luôn. Ui, đẹp trai quá. Ui, châu sinh lực siêu nhân đen. Rồi, đúng chữ đấy các bạn thấy không? Khi mà tôi đã nâng cấp này, ui, đúng là được hẳn 144 follower rồi các bạn ơi. Ôi giời, ôi, không biết follower nó tăng được cái gì chúng ta. Mình không biết là follow. Rồi, ok. Ui, lên được 200 tiền một lần chơi. Rồi, ok, lên gọi là. Ui giời ơi, ok, đã đúng chứ. Tôi có kích chậm như thế này mà cũng phát hiện. Ai, bạn thấy không? Liều hoàn ấm ạ. Cái gì mà sở chim chán quá, phát siêu nhỏ ơi, sở chim hay như thế này mà chán. Ôi, follow tăng thế này, tăng sẽ tăng lên dốc thế này. Ôi giời ơi, ok bạn thấy không? Rồi, quá nhanh mà quá nguy hiểm. Ôi, chúng ta đã được 1.2 triệu rồi. Mỗi một buổi livestream chúng ta kiếm đâu đó khoảng gọi là 100.000 tiền donate. À đâu, 200.000 tiền donate các bạn, không có gì nhiều. Đấy, ok, perfect luôn. Rồi, đấy các bạn thấy không, tổng là 100, gọi là 20k luôn. Đấy, bây giờ qua xuống đến phần gọi là đánh con gì đây. Tần này đánh con gì đây, Skeleton à. Ôi giời ơi, ok các bạn ơi. Người xương, mày đánh người xương các bạn. Ôi giời. Thế nào, đây, chúng ta sẽ được bao nhiêu bạn đây. Mình sẽ gọi là tập trung. Tại sao đây à, các bạn phải kích vào chỗ bên góc bên trái này. Bởi vì là lâu lâu có những cái quà donate nó hiện ra. Và chúng ta gọi là nhận quà donate luôn. Đấy, cũng được 5.000 tiền một lần, đấy, ít hỏi gì đâu. Đấy, các bạn thấy không, 6.000 tiền kìa. Ngon bù rẻ, tội gì mà chúng ta không ấy nhỉ. Chúng ta không gọi là không vào việc, vào vấn đề luôn. Ôi sợ. Rồi, ok bạn, perfect luôn. Ui giời ơi, 3.400. Tổng cộng là 35 theo dõi này. Ui, lên được 200 theo dõi rồi. Đấy, chúng ta cứ tận đi. Ui, con người xương bắt đầu to lên rồi các bạn ơi. Trời ơi, quá đơn giản. Thấy không? Ui giời, 42 cái điểm kìa, tôi cứ tưởng 42 follower cơ. Đấy, các bạn thấy không, tỷ lệ nhận follow là 11%. Có nghĩa rằng là 100 lần kích thì mình sẽ được gọi là đâu đó khoảng 11 lượt follower. Và lãi luôn các bạn, 100 lượt kích thì nhanh không ấy chứ. Trời ơi, ok. Chúng ta gọi là hiện tại đã được lên 242 rồi. Tôi bao giờ được thành streamer triệu sắt đây. Nó hơi lâu các bạn ơi. Rồi, chúng ta đã lên được ôi xời ơi. Đấy, bây giờ là kim cương đúng không. Tí nữa được sắp được đánh cái con mới rồi. Tại đó tôi phá đảo game này luôn đấy. Ngày hôm nay chắc chắn là mình phá đảo rồi. Mình nhận ra là hôm nay là mình phá đảo rồi. Không tối một chút cái gì đây, quan ninh cái gì. Thảo luôn chứ có ai làm gì đâu. Rồi ok next luôn. Tính ra là ngày hôm nay mình không có tốn một Gakubi nào luôn. Không tốn một Gakubi nào luôn. Uầy, đánh con này đúng không? Không tốn một Gakubi nào luôn mà chúng ta gọi là cũng auto là chúng ta có thể là phá đảo game này. Thì quá dễ các bạn ơi. Game này chỉ ăn mấy cả kích thôi. Đầu tư các bạn phải nâng cấp hết trang bị đằng sau. Đấy, 1.7 triệu luôn các bạn ơi. Thì nâng cấp máy lên level 26 là đẹp này. Rồi ơi, ok. Quá đơn giản các bạn ơi, thật tại sao Blockman Go game này trong Blockman Go dễ thế nhỉ?
giời, game này ai sản xuất dễ thế nhở? Ok, đây, bộ phải luôn bạn này. Đấy, ngon ngay. Ui, ui. Này chúng ta gọi là quá đơn giản. Bạn là hiện tại là bao nhiêu đây? 300 linh mấy đây? 302 à? Ừ, 302 một lần kích cả. Ồ, bên này như là được nhiều không ta? Thế bạn ơi, 302 đúng không? 302, ừ đúng rồi, 302 một lần click. Hơi nghèo nhỉ. Bây giờ không nâng cấp được cái gọi là, ôi giời ơi, 302 không nâng cấp được cái trang thiết bị đằng sau lưng hết, đâm ra là cái ghế cái các thứ là full hết rồi bạn ơi, trang trí full hết rồi bây giờ. Chỉ có nâng cấp lực click thôi. Đâm ra là hơi khoai đấy bạn ơi. Ui, rồi, không sao. Hơi ngon bạn ơi, quá ngon. 200.000 tiền bạn thấy không? Đấy. Đây, ta qua với màn này luôn, đánh một lúc 3 con luôn. Đánh một lúc 3 con luôn. Ui, đánh một lúc 3 con mà chúng ta phải được nhiều tiền hơn chứ. Thì ra đánh một lúc 3 con vẫn thế các bạn ơi, vẫn 302. Thế này nó cũng hơi khoai nhỉ. Chắc cái này nó phải vượt qua mấy ai. Ok, nhận. Rồi, ok. Chúng ta xem nào. Cái gì đây? Bạn đã mở khóa minion mới à? Ok. Ui giời ơi, ôi sao minion mới làm gì? Có vẻ là chúng ta gọi là xem nào. Mình có nhảy cóc lên phần 4/5 luôn ta. 4/5. À đây, cứ chơi chiến cái cuối cùng luôn nhỉ. Thôi nha, bây giờ là chúng ta đã có 2 triệu đấy đúng không? 2 triệu tiền đúng không? Ui, nhiệm vụ quá trời dễ luôn, bạn hoàn thành liên tục luôn. Nhiệm vụ hai mấy luôn. Cái gì đây? Đi vệ sinh à? Thôi khỏi cần đấy. Mà nó streamer không cần đi vệ sinh. Đây, mình sẽ nâng cấp lên gọi là level 26. Đấy. 26 là chúng ta cần 4 triệu đúng không? Ok, đơn giản đó bạn, 4 triệu thì cái một luôn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là vào stream này phần 3 luôn bạn nha, phần 3 đánh con ở dưới luôn. Đánh con này luôn. Đấy, đánh chùm luôn bạn ơi. Vẫn là chỉ là 302 thôi à. Đấy, chúng ta đánh có creeper này. Có con gì đây? Ui. Ngoài nó toàn gọi là nhân vật gọi là ui, bây giờ chúng ta đã trở thành cái gì nhỉ? Cái nhân vật gì ta? Mình quên mất tên rồi. À, tự nhiên quên rồi. Cái nhân vật của mình đã trở thành gọi là rồi, đại khái là đi tiêu diệt những con quái vật rồi bạn ơi. Lần này bắn ra lửa các bạn ơi, bắn ra đạn. Úi giời ơi, ok. 4 triệu đúng không? 4 triệu đơn giản các bạn ơi. Bây giờ tầm này mình đấy là mình gọi là tự kích nhau, mình để auto tầm 10 phút chắc là 10 triệu luôn các bạn. Đây. Úi giời, nhạt. Ui, mỗi lần được tặng 21.000 donate ạ. 21.000 tiền donate. Oh my chuối. Rồi ok, lại tiếp tục. Đấy, chúng ta đánh con này luôn, đánh con 1/3 đúng không? Phần 4 rồi. Ôi giời ơi. Chúng ta phần 4 sang gọi là úi giời ơi. Rồi. Chúng ta đã trở thành gọi một ninja rồi. Úi giời ơi. Ui. Rồi, ok. Ui, đánh rồng mấy đầu luôn bạn ơi. Thảo. Thảo chứ khoái liền bạn, đổi game khoái liền. Rồi sang game anime khoái liền bạn, nó sử dụng chiêu các thứ liền. Ui, các kiểu con đa đều liền. Úi giời ơi, nó lại bảo không hay đi. Lại bảo không hay đi. Úi giời, các bạn thấy không, 500.000 tiền rồi. Quá đơn giản. Đây. Chúng ta sẽ tận con này bạn ơi, tính ra là ở cái gọi là buổi livestream này chúng ta sẽ có 3 con. Đấy, đúng rồi. Ba nhân vật có thể trợ giúp mình. Ui, 16.000 tiền luôn. Quá đơn giản bạn ơi, rồi, sắp được 500 follower các bạn. Streamer 500 follower các bạn. Ảo thật đấy. Đấy, 500 chưa? Ui, 505 rồi các bạn. Quá đẳng cấp. Đấy, bạn thấy không? Ui, chơi game nó đơn giản mà, tôi chỉ cần bỏ ra được một ngày thôi. Nửa ngày thôi, thực ra là nửa ngày các bạn ơi. Rồi, nửa ngày đó là auto là ui giời ơi, 300.000 luôn. Thôi, hết rồi đấy. Phần 4 hết rồi đấy. Phần 5 là chờ lên level 26 bạn ơi. Tầm này là tôi sẽ gọi là để auto lại. Ui, 800.000 tiền. Ui giời ơi, cái này bây giờ kiếm cho mình quá là nhiều coin bạn thấy không? Đấy, mình chỉ cần đứng đây thôi. Đây là gọi là nguồn thu nhập thụ động. Đấy, hiện tại là còn ấy đúng không? Còn phần mấy ra? Chúng ta xem còn phần mấy nhỉ? À, xem livestream là phần 5. Ồ, còn phần 6 bạn ơi. Phần 6 là máy tính level 29 đúng không? Ok. 29 thì để chờ một xíu bạn ơi, để mình gọi là có thể là để auto thôi, tầm này để auto thôi. Auto ấy chỗ nào nó cũng như nhau mà các bạn ơi. Tính ra chỗ nào nó cũng như nhau, khác cái gì đâu. Ok. Đấy, bây giờ để auto đây. Đấy, ui giời ơi. Chờ một lúc bạn ơi, 5 phút nữa quay lại tôi nghĩ là tôi phá đảo luôn. Ok rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình đã có 20 triệu tiền donate rồi. Đấy, cho các bạn xem này, 20 triệu luôn. Đấy, bây giờ là mình sẽ bắt đầu xem nào. Nâng cấp máy tính các bạn ơi. Không biết rằng là với 20 triệu này có nâng cấp map được hay không. Đấy, cố gắng thôi, nói chung cố gắng thôi. 4 triệu một lần nào. Úi giời, 6 triệu à. Ui chết dở rồi. Ui 8 triệu à. Ui giời ơi, 10 triệu mới nâng cấp được level 29 à. Úi giời ơi. Level 29 cần 10 triệu các bạn ơi. À, chứ tôi lại phải cày tiếp à. Đâu sao nào. 10 triệu đúng không? Ờ mà máy tính của đường nhà đây đi vào stream này. Bây giờ đi vào stream bạn ơi, vẫn còn thiếu bạn. Lên phần 6 phải level 29 mới max được. Ui giời ơi, lên. Có nhờ. Ui.
cuối level này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cần gọi là max thì level 29 rồi nha, xem nào. Ừ, phần 6 là max rồi. Thế thì còn gọi là 8 triệu nữa các bạn. Ok, chờ mình xíu các bạn. Lại phải gọi là cày tiếp rồi nào. Cứ tưởng là được rồi, hóa ra chưa được các bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta phải cày thêm gọi là 6 á. Đây, 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 ok, 10 triệu đúng không? Ok, bây giờ là 10 triệu còn 8 triệu nữa. Ủa, cái này 7 triệu à? Ok, cái gọi là lượt click thì thôi để sau đây. Đấy, các bạn bây giờ ấy là để cho bạn xem nha. Bây giờ mình lên gọi là phần 6 đúng không? Mình sẽ thử ra từng cái một đây. Đấy, cái này là đi đánh gì đây? Ủa, mình trở thành siêu anh hùng à? Ui, đánh mấy máy cỗ máy à? Ui giời ơi, siêu anh hùng đánh cỗ máy các bạn ơi, cứ tưởng làm cái gì cơ. Rồi, đấy, mỗi một lần như thế này ấy, mỗi một chắc là mình nghĩ là ui, chết giờ cho running mình là chết giờ. Ok lại. Mỗi một lần gọi là mình livestream như này, ơ sao mình cứ running hoài ấy, tôi có làm gì đâu, tôi có kích nhanh đâu, tôi kích chậm như thế này mà kích nhanh gì. Ui giời ơi. À, còn phát hiện nghi vấn nữa, gọi là nghi vấn hai cả. Ui giời ơi, đây. Mỗi một cái livestream này mình phải kiếm được đâu đó khoảng là này 500.000 tiền donate các bạn. Đấy, mỗi rẻ rẻ 500.000 thôi, đơn giản các bạn. Đấy, và chúng ta gọi là ôi trời liên hoàn đấm vào cái cú máy các bạn ơi, chúng ta sẽ đi đấm nhau với cú máy ảo thật đấy. Livestream đấm nhau với cú máy. Ui nhân. Ui giời ơi, được 7.000 bạn thấy không? Càng lên cao là ui cái này tôi nghĩ là không ăn thua bằng việc ấy rồi, mấy level sau rồi. Rồi 2.2 các bạn thấy không? Đấy, được 2.2 ngay. Ui tổng kết là bao nhiêu đây? Đây lần này tôi thấy là không ăn thua lắm. Ui. Ồ cũng được gọi là 160 này, không ăn thua. Không ăn thua các bạn ơi. Nghĩ rằng là lên đổi thử nhá. Quay lại cái gọi là cái tới nay là cứ thử lên nữa đi nhỉ. Thử lên nữa đi xem đấy không? Xem nó ăn thua không chứ cần. Ai, bởi vì là ở bên mấy cái màn kia là mình gọi là được hẳn 400.000 cơ. Đấy, rồi Ulonet cháy máy luôn. Đấy, ở đây ít thế nhỉ? Đấy, ở đây ít thế nhỉ, hay là do mình là chưa vượt qua lên đến ải gọi là kim cương nhỉ? Đấy, ok đây. Ta cứ kích vào bên trái đi để cho nó gọi là nhận tiền donate dễ. Đấy, bắt đầu dễ rồi đấy bạn. Bắt đầu nhiều rồi. Đấy, đấy các bạn thấy không? Ui giời ơi, tiền bài như nước sông Đà. Ui cái này ui các bạn thấy không? Quá trời donate luôn. Ui giời ơi, đúng rồi. Đấy này phải 500. Ờ thằng nào. Ui 446.000. Đấy các bạn thấy không? Đấy chúng ta kiếm này thôi, mỗi một cái game này được khoảng 400.000. 10 game được 4 triệu rồi. Quá đơn giản các bạn. Rồi tiếp tục lần này nữa các bạn ơi. Tầm này là nốt lần này nữa là chúng ta được rồi. Đấy, mình đã chuyển gọi là xuống cái cửa ải cuối bắp nhất. Đấy, để chúng ta có thể ui nhận được nhiều tiền donate nhất có thể. Đấy, các bạn biết cái chiến thuật của mình không? Đó là khi mình paro rồi ấy, mình quay trở lại những cái màn núp là chúng ta gọi là cảm giác là rất là dễ. Đấy, người xem cảm thấy mình gọi là rất là paro. Ui đủ 10 triệu rồi. Khoái cần các bạn ơi. Khoái cần chơi nữa. Ok, đây bây giờ là mình sẽ nâng cấp cái đâu nhỉ? Máy tính lên bạn. Level 29. Và chúng ta đã mắc rồi các bạn ơi. Ui. Cuối cùng đã mắc rồi. Đấy các bạn thấy không? Khổ quá mà. Cuối cùng đã mắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Ai cuối cùng các bạn ơi. Đấy. Phần 6 nha. Ui, bây giờ chúng ta chơi luôn đi. Cái on ben 4 đấy đi. Ok, đấy. Ui. Rồi, ui, ok. Đấm lại thôi. Đấy. Ui. Có con bot mới à? Ơ đâu? Ơ vừa thấy xuất hiện con bot gì mà nhỉ? Ở đâu rồi? À, ui, đây, căn bản là mình đấm ác quá bạn. Tính ra là nó cũng không có thay đổi cái gì nhiều đâu bạn ơi. Chắc là phần thưởng nó gọi là sẽ nhiều hơn. Đấy, donate nhiều hơn bạn đấy. Bởi vì là, ui, mà khó hơn nữa. Ờ, đúng rồi, khó hơn. Công nhận là khó hơn bạn ơi. Tiến trình kìa, ui, cái này, ui, không sao, mình vẫn thắng được. Ui, chết giả rồi, nhanh quá. Vẫn thắng được bạn ơi. Đây, tôi sẽ gọi là chiến thắng cái này bằng cách đó là 22.560 lượt kích đúng không? Ui ôi khó đấy nhờ. Cái này kích nhanh quá thì nó cũng gọi là sẽ bị gọi là ấy ta. Nó bị gọi là cảnh báo bạn ơi. Ui cái này cũng phải nâng cấp cả cái click nữa bạn, lực kích nữa. Ui ok không sao, bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy được một nửa rồi, không có gì vội bạn. Ui giời ơi quá đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ nhận này. Bây giờ chúng ta ui tiền donate à các bạn thấy không? Quá trời tiền donate luôn. Ui ôi giời ơi này. Tầm này là chúng ta gọi là hút bạc ngay các bạn ơi. Ui, chúng ta càng gọi là càng thể hiện trình độ paro và chúng ta donate càng nhiều bạn ơi. Ui, được 400 luôn á. Nhiều thế nhở. Ok bạn, 22.000 tiền donate một lần. Ui dồi ôi, giờ sẽ nào được 500 không? 500 không các bạn ơi. Ui, rồi ok, đã mở qua 300 mà. Ui, kích như thế mà được có 300 mà. Ui dồi, không bằng cái màn đầu tiên các bạn ơi. Rồi, mình đã phá đảo game này rồi. Tầm này là không còn gì để gọi lưu luyến rồi bạn ơi. Ui giời ơi đúng coi bạn. Đấy nhặt hết đúng này. Đấy. Ui đáng nhẽ ra còn một ải nữa chứ, nhưng mà hình như chắc ải ấy chưa mở bạn ơi. Chưa mở, nói chung là chưa mở. Đấy, ngày hôm nay là mình đã gọi là phá đảo cái tựa game Streamer Simulator rồi, chắc là chờ update mới rồi. Không cần dùng đến gọi là một cờ Gobi nào các bạn thấy không? Đẳng cấp không? Đẳng cấp ngay. Rồi, game này dễ ai cũng chơi được các bạn nha. Đó thì nếu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là comment kiếm ở phía dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.